Anh đã ghi 27 à? Không biết là nên làm dưới hay là bên trên nữa nha. Cỡ vài năm không xí nữa mới đau, trừ là không đau đúng không? Cục là giật mình đúng không? Mình mát cái tay luôn, để mụn lại mụn mát cái tay luôn.
Nhặt đây còn nhiều lắm. Thế nào đang... Mới có năm hơn à? Chưa, chứ là nó lên nó xuống liên tục à? Để nó phát triển nhanh đi. Resort. Làm sướng cái tay. Chưa được một chén chấm mì đó. À, để dành luôn. Chưa đâu chị. Một phút nữa. Điện nào chơi Thank you.
Thank you.